Suy đoán về khả năng vũ trụ tồn tại những dạng sống ngoài trái đất manh nha từ thời Hy Lạp và La Mã cổ đại, nhưng đến nay con người vẫn chưa tiếp xúc với nền văn minh nào ngoài địa cầu. Có nhiều giả thuyết khác nhau nhằm đưa ra lời giải thích cho tình trạng trên, nhưng bất ngờ nhất có lẽ là ý tưởng cho rằng các nền văn minh ngoài trái đất đã bị hủy hoại bởi những đợt bùng phát tia gamma, GRB trong vũ trụ. GRB là những vụ nổ phóng thích năng lượng dữ dội nhất trong vũ trụ và được các nhà thiên văn học quan sát đã xuất hiện từ những thiên hà xa xôi. Hiện tượng này xảy ra khi lõi của một ngôi sao khổng lồ sử dụng hết nhiên liệu nhiệt hạch và sụp đổ dưới trọng lượng của nó, phóng thích nguồn năng lượng hủy diệt. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA gọi GRB là những vụ nổ uy lực nhất của vũ trụ. Giáo sư thiên văn học Frederick Water của Đại học Stony Brook của Mỹ đưa ra giả thuyết cho rằng sở dĩ đến nay con người vẫn chưa liên lạc được người ngoài hành tinh có thể là do GRB. Giáo sư Walter ước tính nếu phóng thích trực diện mặt phẳng của một thiên hà, GRB có thể xóa sổ khoảng 10% số hành tinh của thiên hà đó. Cứ mỗi 100 triệu năm lại xuất hiện một sự kiện GRB trong bất kỳ thiên hà nào. Daily Mail dẫn lời giáo sư Walter. Dựa trên tính toán này, trung bình mỗi 1 tỷ năm lại có một số lượng đáng kể các nền văn minh bị xóa sổ trong trường hợp thật sự có người ngoài trái đất. Nhà thiên văn học của Đại học Stony Brook chỉ ra trái đất khoảng 4,5 tỷ năm tuổi. Giống như trò chơi cò quay Nga, dải ngân hà ắt hẳn trải qua từ 45 đến 450 sự kiện GRB ở vùng phụ cận trong quá trình trái đất phát triển. Vì thế, cũng có thể các nền văn minh đã biến mất do xui xẻo trúng đòn tấn công trực diện từ một vụ nổ GRB. Ông Walter cũng nhấn mạnh rằng trên đây chỉ là một trong nhiều giả thuyết nhằm giải thích tại sao con người vẫn chưa tiếp xúc nền văn minh ngoài trái đất. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.